Xin kính chào quý bà con, hiện tôi đang có mặt tại nhà máy sinh học TKS đặt tại khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Và chào mừng bà con đến với vlog nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Thị Kim Sinh. Chủ đề ngày hôm nay, tôi và bà con chúng ta sẽ cùng trao đổi đó là tuyến trùng, tác nhân gây hại và giải pháp xử lý một cách hiệu quả và an toàn. Xin mời bà con chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tuyến trùng là gì. Bà con chúng ta có thể hiểu là tuyến trùng là loại động vật không xương sống thuộc dòng giun tròn. Tuyến trùng có kích thước rất là nhỏ, vì vậy bà con chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tuyến trùng ở dưới kính hiển vi. Và khi ký sinh gây hại rễ cây trồng thì tuyến trùng sẽ có các hình thức như sau, bao gồm tuyến trùng nội ký sinh, tuyến trùng ngoại ký sinh và tuyến trùng bán nội ký sinh. Đối với tuyến trùng nội ký sinh thì chúng sẽ tấn công và chui vào bên trong rễ, sau đó hoạt động gây hại và sinh sản, tạo ra các nốt u sưng mà bà con chúng ta thường thấy ở trên rễ cây trồng nhà mình. Đối với tuyến trùng ngoại ký sinh thì chúng sẽ di chuyển ở bên ngoài môi trường đất, khi cần sẽ tấn công vào hệ thống rễ để hút dinh dưỡng. Hay là tuyến trùng bán nội ký sinh thì phần đầu sẽ ký sinh và chui vào bên trong phần rễ cây trồng, và phần thân thì vẫn ở ngoài môi trường. Điểm gây hại chung của tuyến trùng khi tấn công vào hệ thống rễ sẽ tạo ra vết thương, từ đó sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm gây hại như là nấm Phytophthora hay là nấm Fusarium tấn công vào rễ cây trồng, dẫn đến cây sẽ bị thối rễ và vàng lá như các tình trạng mà thường xuyên bà con chúng ta thường gặp. Về biện pháp xử lý thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý bà con về sự kết hợp đồng thời giữa biện pháp canh tác và biện pháp sinh học. Đối với biện pháp canh tác thì bà con chúng ta sẽ áp dụng biện pháp xen canh và luân canh đồng thời trên mùa vụ. Bên cạnh đó thì bà con chúng ta cần tăng cường bón cho cây trồng về các loại phân bón hữu cơ vi sinh được ủ hoai bằng nấm đối kháng Trichoderma. Điều này sẽ giúp đối kháng tuyến trùng và đối kháng nấm gây bệnh cây trồng. Và sẽ có một mẹo nhỏ, đó là bà con chúng ta sẽ trồng rải rác ở trên vườn nhà mình các loại cây có tính kháng tuyến trùng, ví dụ như là cây cúc vạn thọ mà bà con chúng ta rất là dễ tìm. Đó là biện pháp canh tác và tin chắc rằng bà con chúng ta có thể dễ dàng để áp dụng, đúng không ạ? Về biện pháp sinh học thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý bà con về sản phẩm TKS Nema săn tuyến trùng rễ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thị Kim Sinh. Khi nhắc tới sản phẩm TKS Nema thì tin chắc rằng bà con chúng ta đã không còn xa lạ nữa, đúng không ạ? Sản phẩm TKS Nema của công ty đã được đưa ra thị trường và đã được bà con kinh dùng từ khá là lâu rồi. Đối với sản phẩm TKS Nema, khi mà bà con chúng ta sử dụng để phòng và ngăn ngừa thì giúp tung mạng lưới săn bắt tuyến trùng tại vùng quanh bộ rễ. Bên cạnh đó sẽ tăng lợi khuẩn ở trong đất và sẽ giúp phòng và ngăn ngừa hiệu quả các bệnh như là thối rễ vàng lá do tuyến trùng gây ra. Và vừa rồi tôi đã cùng bà con tìm hiểu về tuyến trùng tác nhân gây hại và giải pháp xử lý bằng cách là áp dụng đồng thời giữa biện pháp canh tác và biện pháp sinh học. Để được tư vấn thêm thì bà con chúng ta vui lòng liên hệ qua số hotline 028 6275 2960 hoặc là bà con chúng ta có thể liên hệ qua số Zalo là 0963 970 770. Bên cạnh đó thì bà con chúng ta cũng có thể truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Rất là vui khi là được đồng hành cùng quý bà con trên vlog nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Thị Kim Sinh. Chúc cho bà con chúng ta thật là nhiều sức khỏe, canh tác thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.